Xin chào tất cả mọi người. Có rất nhiều bạn đang muốn tìm hiểu về thương hiệu T-shirt và những website để các bạn có thể nhập trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam về cái thương hiệu này. Mình có làm rất là nhiều những các cái video để hướng dẫn mọi người mua hàng từ Amazon hay là từ eBay, những cái sản phẩm đồng hồ của thương hiệu T-shirt này rồi. Nhưng trong video này thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người website chính chủ của T-shirt. Và website này thì không có những sản phẩm giảm giá, nhưng ở đây thì có những cái sản phẩm đời mới nhất, cũng như là những cái sản phẩm của các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm ở đây, thì hoàn toàn được kiểm tra cực kỳ kỹ càng, bởi vì đây là những cái sản phẩm mới nhất, giống như những các cái website của những thương hiệu lớn, ví dụ như của Chanel này hay là của Gucci, thì khi các bạn mua hàng trực tiếp tại website chính chủ của họ thì họ không có những sản phẩm giảm giá, bởi tất cả những các cái sản phẩm khi các bạn mua hàng tại những website khác, những sản phẩm giảm giá là những sản phẩm của thương hiệu chính chủ của họ đã qua mùa và họ sẽ đẩy cho ra ngoài những cái sản phẩm đấy, và họ sẽ không giao bán ở trên trang web chính chủ nữa. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy mình đã vào trang web này rồi, thì chút nữa mình sẽ gắn ở cái phần mô tả video này để cho các bạn tìm kiếm dễ hơn. Đây mình sẽ quay lại cái phần mục đầu này luôn này, thì các bạn có thể nhìn thấy đấy, thì ở đây trên giao diện của họ thì có hai cái mục để các bạn lựa chọn. Thứ nhất là những sản phẩm về đồng hồ nam này đấy, hoặc là đồng hồ nữ này. Thế thì các bạn có thể nhìn thấy khi các bạn kích vào đây này, thì họ sẽ hiện ra những cái sản phẩm mới nhất này, hay là những dòng sản phẩm của thương hiệu T-shirt đấy. Đây là tất cả những dòng sản phẩm của họ khi mà họ giao bán tại website này. Thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm tất cả sản phẩm của nam nhé, cho các bạn xem này. Thì khi mà mình kích ra đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây là tất cả những dòng sản phẩm của họ. Thì các bạn có thể thấy khi mà mình kích mục này thì họ không hiện lên cái giá sản phẩm, bởi vì mỗi dòng sản phẩm này thì có nhiều màu sắc khác nhau, để cho các bạn khi các bạn lựa chọn thì các bạn có thể lựa chọn sang những màu sắc khác, bởi vì mỗi màu sắc nó lại có một cái mức giá riêng, chứ không phải là tất cả một cái màu sắc đấy đều có một cái mức giá chung. Thì bây giờ mình sẽ mở ra một sản phẩm này cho các bạn xem này. Đấy, thì khi mà mình mở ra đây thì họ cũng không hiện giá luôn, trừ khi khi các bạn muốn hiện giá thì các bạn phải kích vào cái mục này mua online để họ sẽ hiện lên cái giá sản phẩm. Và mình sẽ kích vào đây cho các bạn xem này. Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm, các bạn có thể kéo xuống dưới này, đọc thêm về các cái thông số cũng như là các cái hình ảnh góc độ sản phẩm này để các bạn nhìn kỹ hơn. Thương hiệu T-shirt là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, bên mình nhập cho rất là nhiều khách hàng sỉ cũng như là khách lẻ, họ kinh doanh và mua về để sử dụng cái sản phẩm ở đây, hoặc là những các cái website khác. Đấy, thì khi mà mình kích vào mục này thì có cái mục này để mình lựa chọn, thì mình chọn ở USA. Đấy, mình sẽ chọn ở đây, ở Mỹ. Đấy, thì cái sản phẩm này có mức giá là $1,150. Đấy, còn khi mà các bạn ví dụ như ở đây này, mình kích sang màu khác này, mình kích sang màu sắc khác. Đấy, màu sắc này thì cũng có giá tương tự như vậy. Bây giờ còn nhiều màu sắc khác nữa. Đấy, thì các bạn có thể kích dưới đây, có rất là nhiều các màu sắc khác nhau để các bạn lựa chọn này, chứ không chỉ là riêng màu sắc đấy. Đấy, cái màu sắc này thì có mức giá là $1,050. Đấy, mỗi màu sắc họ lại có một cái mức giá riêng cho các bạn. Thì bây giờ cái sản phẩm này bây giờ đã hết hàng nha các bạn nhé. Đấy, thì các bạn có thể thấy này, ở đây thì họ ghi khá là rõ ràng. Đấy, còn ở đây bây giờ mình kích ra tìm dòng sản phẩm khác cho các bạn xem. Thì ví dụ như dòng sản phẩm này đi, bây giờ mình sẽ mở ra dòng sản phẩm này cho các bạn xem này. Dòng sản phẩm này cũng tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ kích ra mục này để họ sẽ hiện giá lên cho các bạn xem nhé. Thì những sản phẩm ở đây thì không có những sản phẩm giảm giá. Chính vì thế khi các bạn mua hàng thì các bạn sẽ mua được những cái sản phẩm chất lượng nhất. Và những sản phẩm này là những cái sản phẩm đời mới. Đấy, sản phẩm này thì họ có hiện giá là $295 này. Còn bây giờ mình sẽ kích sang cái màu sắc khác cho các bạn xem này. Cũng tương tự như sản phẩm kia thôi, mỗi màu sắc họ lại có một cái mức giá riêng, và các bạn có thể chọn lựa theo cái phương pháp này để các bạn có thể nhập được những cái sản phẩm giá rất là rẻ. Đấy, khi mà các bạn mua trực tiếp tại trang web chính chủ của họ. Đấy, sản phẩm này khi mà các bạn lựa chọn thì họ lại có mức giá là $340 này. Thì bây giờ mình sẽ tính giá một sản phẩm đây các bạn xem nhá. Đây, bây giờ mình sẽ thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng cho các bạn xem này. Thì các bạn có thể thấy ở trong giỏ hàng mình thì đang có hai sản phẩm. Bây giờ mình sẽ xóa bớt một cái sản phẩm T-shirt có giá là $400 này. Bây giờ mình sẽ xóa bớt sản phẩm này đi. Và khi các bạn mua hàng tại T-shirt này thì các bạn sẽ có thêm một cái phần quà tặng của họ nữa, một cái quà tặng voucher này.
Đấy, đến cái mục tiếp theo là mục thanh toán thì các bạn có thể liên kết trực tiếp tới tài khoản PayPal của các bạn. Nhưng các bạn cần lưu ý ở đây thì là mua hàng tới địa chỉ ở Mỹ nha các bạn nhé, thì các bạn phải sử dụng tài khoản PayPal Mỹ, hoặc là các bạn có thể liên kết sang tài khoản của Amazon để các bạn thanh toán tại Amazon. Đấy, thì đây là hai cái phương pháp chính để các bạn có thể sử dụng cho cái việc thanh toán của các bạn. Đấy, còn bây giờ mình sẽ kích đến mục này để tiếp theo là đến cái phần là thanh toán. Nhưng mà thường tại website này thì bên mình cũng thế, bên mình thường là chỉ check out bằng PayPal thôi. Đấy, đến cái mục này là mục điền các cái thông tin này, thì bây giờ mình sẽ điền thông tin zip code ở đây vào. Còn nếu như các bạn nào mà không có cái địa chỉ kho hàng ở Mỹ hay là địa chỉ bạn bè người thân ở Mỹ để nhận hàng cho các bạn, thì các bạn có thể liên hệ với bên mình. Bên mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn các bạn tạo một cái kho hàng ở tại Mỹ để các bạn có thể tự quản lý hàng hóa của các bạn khi các bạn vận chuyển từ Mỹ, từ cửa hàng đấy vận chuyển tới Mỹ và từ Mỹ vận chuyển về Việt Nam, thì cái chi phí thuế của các bạn sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, thì đến mục này là cái mục này thì mình sẽ điền các cái thông tin của mình vào đây này. Bởi vì bên mình thì khi mà bên mình vận chuyển thì bên mình cũng vận chuyển qua một cái kho hàng đấy, cái chi phí tiền thuế của họ, họ thu chi phí rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với khi các bạn vận chuyển trực tiếp thẳng về Việt Nam luôn, thì cái chi phí của các bạn nó sẽ bị độn lên rất là lớn. Đấy, thì ở đây khi mà mình đã điền đầy đủ thông tin rồi, còn số điện thoại nữa này. Đấy, tiếp theo đến mục này là cái mục thanh toán này, thì các bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng này, hay là PayPal, hoặc liên kết tài khoản Amazon, mình cũng đã nói rồi. Nhưng ở đây thì mình tạo tài khoản để mình sẽ có một cái mail confirm của trực tiếp của website này họ vận chuyển tới. Còn khi mà bên mình mua hàng giúp các bạn, bên mình cũng có đầy đủ các cái thông tin giấy tờ mua hàng rồi cái chi phí vận chuyển cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tính giá sản phẩm này cho các bạn xem này. Ví dụ như đây, cái giá sản phẩm này có mức giá là $340, thì mình sẽ tính giá như nào. Thì bên mình có một cái bảng mô tả giá này, các bạn có thể nhìn thấy. Nếu như các bạn nhờ văn phòng bên mình thanh toán tới địa chỉ ở Mỹ của các bạn, thì bên mình luôn áp dụng cái tỷ giá là 24.000 trên một đô. Thì bây giờ mình sẽ nhân thử cho các bạn xem này. Bởi vì có hai cái mức giá riêng. Bây giờ mình sẽ tính lại 340, mình sẽ nhân với 24 thì sẽ bằng 8.160.000. Đấy, 24.000 trên 1 đô nha các bạn nhé. Đây, 24.000 Việt Nam đồng đấy, trên 1 đô. Và cái công order của bên mình là 3%. Như cái đơn hàng này thì có giá trị trên 300 đô thì sẽ được miễn phí công. Đây, đơn hàng trên 250 thì miễn phí cái công bên mình order, thì bên mình chỉ tính là 24.000 trên 1 đô thôi. Còn nếu như các bạn muốn nhờ bên mình mua hàng giúp vận chuyển về Việt Nam cho các bạn, thì bên mình lại tính theo một cái chi phí, một cái phương pháp khác. Thì ở đây, cái cột ở dưới này, cột tên hàng này, thì đây là tổng hợp những các cái sản phẩm mà bên mình vận chuyển cho khách hàng rất là nhiều. Thì bên mình có ghi rất là kỹ càng ra đây rồi, để cho các bạn khi các bạn tìm kiếm để tự tính giá được sản phẩm sẽ dễ dàng hơn. Đấy, còn cột thứ hai là cái cột chi phí vận chuyển, và cuối cùng là cái tiền phụ thu tiền thuế. Phụ thu tiền thuế này là bên kho hàng bên Mỹ thu chứ không phải bên mình nha các bạn nhé. Đấy, thì ở đây các bạn có thể tìm kiếm mục số 26 này, đồng hồ này. Những sản phẩm đồng hồ có trị giá dưới 150 thì cái chi phí vận chuyển của nó sẽ là 380.000 trên 1 kg, và có 7 đô tiền phụ thu tiền thuế, là tiền phụ thu tiền thuế đấy. Còn đối với những sản phẩm đồng hồ đeo tay có trị giá trên 300 đô tới 800 đô này, cái chi phí vận chuyển của nó sẽ là 380.000 trên một cái đồng hồ. Một cái đồng hồ thì cái chi phí vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam thì sẽ có mức giá là 380.000 như các bạn nhé. Đấy, và sẽ có 7% tiền phụ thu tiền thuế. Đấy, thì ở đây mình có mô tả rất là rõ ràng. Thế bây giờ tính như nào? Bây giờ mình sẽ trước hết mình sẽ lấy tiền phụ thu tiền thuế là 7% này. 7% của $340. Đấy, $340 là giá trị sản phẩm và 7% là tiền phụ thu tiền thuế, thì bây giờ sẽ bằng 23,8. Đây là cái tiền phụ thu tiền thuế nha các bạn nhé. Và ở đây khi mà mình đã tính ra được cái tiền phụ thu tiền thuế rồi, thì mình sẽ cộng với cái giá trị sản phẩm là $340 thì sẽ bằng 363,8 đô. Đấy, thì ở đây thì mình khi mà mình thanh toán giúp các bạn vận chuyển về địa chỉ ở Mỹ thì nó sẽ có cái mức giá là 24.000 trên một đô, và không tính cái công check out. Còn đối với khi các bạn vận chuyển về Việt Nam thì bên mình sẽ tính giá là
mình sẽ nhân với 20 năm 20.000 trên một đô nha các bạn nhé. Đây là đối với khi các bạn nhờ bên mình mua hàng giúp vận chuyển Việt Nam, thì bây giờ mình tính ra này thì sẽ bằng 9.095.000 đồng. Nhưng ở đây thì mình chưa cộng với cái chi phí vận chuyển, thì mình sẽ cộng với cái chi phí vận chuyển của nó sẽ là 380.000 trên một cái. Mình sẽ cộng này 380 thì sẽ bằng 9.475.000 đồng. Thì đây là cái chi phí nếu như các bạn nào mà muốn nhờ bên mình vận chuyển cái sản phẩm này, vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam. Cái thời gian bên mình vận chuyển thì nó rơi vào khoảng tầm 3 tuần cho tới 4 tuần bên mình sẽ nhận hàng tại Việt Nam rồi, và bên mình sẽ vận chuyển cho bạn theo cái phương pháp mà các bạn muốn ở tại Việt Nam. Thì các bạn cần phải chờ đợi thêm vài ngày nữa là các bạn sẽ nhận được hàng tại Việt Nam rồi. Còn video của mình đến đây kết thúc. Nếu như các bạn có thắc mắc về bất cứ những cái vấn đề gì khi mà mua hàng tại Mỹ, tại bất cứ những website nào, các bạn có thể để lại comment phía bên dưới video này. Còn nếu như các bạn nào mà có nhu cầu muốn mua hàng, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới fanpage trên Facebook của mình là Đồng Hồ 365 hoặc là USA 365 order hàng từ Mỹ. Mình có để link ở dưới phần mô tả video này, thì chút nữa các bạn có thể kéo xuống video này, các bạn đọc qua để các bạn có thể liên hệ dễ dàng hơn. Còn bây giờ mình xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày tốt lành.